Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới vừa tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài hạt nếp đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc và liên kết sản xuất tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị. Số lượng xuất khẩu lần này là 13 tấn xoài hạt nếp. Đây là sự kiện quan trọng thứ hai trong dịp đầu năm 2024 này, đánh dấu bước đầu phát triển việc hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã Gáp Cù Lao Diên với một số công ty xuất nhập khẩu trái cây. Trước đó, sự kiện thứ nhất là lễ công bố xuất lô xoài tượng da xanh sang thị trường Australia và Mỹ, tổ chức vào ngày 5 tháng 1 vừa qua. Sự kiện cũng nhằm thúc đẩy kết quả sản xuất, tiêu thụ sản phẩm xoài theo chuỗi giá trị, đặc biệt là xuất khẩu sang các thị trường có lợi thế cạnh tranh cao, thông qua ký kế kết hợp đồng tiêu thụ và cung cấp vật tư đầu vào, trả tiền cuối vụ, tạo lòng tin đối với hợp tác xã bà con nông dân, đối với hợp tác xã gáp cụ lao diên. Mặc dù số lượng xuất khẩu xoài lần này vẫn còn khá khiêm tốn so với sản lượng xoài hàng năm của quyện, tuy nhiên thông qua buổi lễ công bố này, bước đầu khẳng định vị thế trái xoài hạt lép quyện chợ mới trên thị trường quốc tế khó tính.